Hàng nghìn người Trung Quốc bao vây Quốc hội Việt Nam đòi thả Hùng Ba bị bắt khi đưa thư cẩm Việt Nam cho Mỹ thuê cầm rành. Chào mừng toàn thể quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với tin tức Giải TV. Lời nói đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý khán thính giả và các bạn đang lắng nghe tin tức một ngày nhiều niềm vui và bình an. Bản tin ngày hôm nay, ngày 7 tháng 7, chúng tôi xin được gửi tới quý vị những tin tức được cập nhật mới nhất trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, vào hồi năm ngoái, ông đại sứ quán Hùng Ba đã bị chính quyền Việt Nam đuổi từ Hà Nội về Trung Quốc. Trong câu chuyện có liên quan về việc ông Hùng Ba đã sử dụng người Hoa bao vây tòa nhà Quốc hội để gây sức ép buộc Việt Nam phải thả ông Ngụy Phương Hòa. Vào thời điểm đó, con trai Ngụy Phương Hòa đang bị giam giữ ở thị trấn Vô Tỉnh, Bắc Giang. Ngụy Phương Hòa sang thăm Việt Nam với mục đích thương thuyết về vũ khí bí mật của Việt Nam tại bãi đá Ba Đầu. Tuy nhiên, đó chỉ là một mục tiêu giả. Mục tiêu chính của Ngụy Phương Hòa là điều động đội ngũ lính quân báo giải vây cho con trai. Ngay sau đó, chúng cứu được Ngụy Chí Tài ra khỏi quân đoàn 2. Nhưng người con trai thứ hai của Ngụy Phương Hòa đã bị quân đội Việt Nam bắn chết tại đường biên giới tỉnh Lạng Sơn, huyện Sơn Hòa. Sau đó cũng bị bắt giữ vì liên quan đến vụ án này. Hùng Ba bên ngoài kích động người Hoa bao vây tòa nhà Quốc hội, hắn cũng bị trục xuất về nước cùng với Ngụy Phương Hòa. Trong thời gian đó, không hiểu tại sao Hùng Ba lại quay trở lại Việt Nam trong một cách đường đường chính chính. Hiện nay, hắn vẫn là đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Trong các bản tin trước, chúng tôi đã công bố thông tin về đại sứ quán Trung Quốc. Hùng Ba tại Hà Nội gửi thư cho đích thân Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình, viết nội dung bức thư đề nghị Việt Nam không được phép hợp tác quân sự với Mỹ và không cho Mỹ đặt căn cứ quân sự tại quân cảng Cam Ranh, đặc biệt là không cho tàu sân bay hạt nhân lớp Grandford mới đóng của Mỹ được neo đậu tại vịnh Cam Ranh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn đối với hạm đội Nam Hải của Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc sẽ viện trợ và giúp đỡ lực lượng hải quân của Việt Nam dũng mạnh và hiện đại nhất thế giới theo mô hình của Trung Quốc. Ngoài ra, ông Tập cũng cam kết trả lại hết các đảo nhân tạo cho Việt Nam theo lộ trình, và để Việt Nam yên tâm, Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận cho các chuyên gia của Việt Nam đến các đảo nhân tạo trên Biển Đông để giám sát các hoạt động của Trung Quốc. Trước mắt, Trung Quốc sẽ cho tháo dỡ toàn bộ các dàn radar cũ, hệ thống tên lửa cũ và các máy bay săn ngầm, máy bay cảnh báo, tàu hải cảnh, tàu chiến, tàu dân quân biển. Trước hết, ngay 30% lính hải quân khỏi các đảo nhân tạo về đất liền. Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết Trung Quốc đã tiến hành rút trước và chỉ cần ngay sau khi Việt Nam công bố chấm dứt quan hệ quốc phòng với Mỹ, ngưng toàn bộ các kế hoạch đang xây dựng hạm đội 8 tại Cam Ranh có sự giám sát của chuyên gia Trung Quốc. Ngay lập tức, Trung Quốc đã công bố bàn giao trả lại hết toàn bộ các đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông cho Việt Nam, kiểm soát trong thời gian sớm nhất có thể. Hộ giấy Trung Quốc luôn là thùng rỗng kêu to, trước đây luôn tuyên bố hùng hồn về sức mạnh kinh tế và quân sự đứng đầu thế giới. Trung Quốc đã thay đổi luật lệ cũ của thế giới để xây dựng luật lệ mới cho toàn thế giới, áp dụng thái độ tự cao tự đại cho mình là đỉnh cao của nhân loại. Này khiến cho quốc gia không hiểu gì về Trung Quốc tỏ ra sợ hãi. Nhưng khi Việt Nam đã hiểu rõ dã tâm của Trung Quốc là không bao giờ thay đổi được tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, làm ao nhà chỉ là vấn đề thời gian trước sự nổi dậy hung hăng của Trung Quốc khiến Việt Nam phải tận dụng sự ủng hộ của các quốc gia trên thế giới và đặc biệt là Mỹ. Quốc gia cũng đang phải đưa ra các biện pháp kiềm chế Trung Quốc hết sức quyết liệt. Nếu không nhanh chóng kịp thời, Trung Quốc sẽ gây đại thảm họa cho cả nhân loại trong thời gian sắp tới. Cứ nhìn vào cảnh mà người dân trên khắp thế giới đang phải gồng mình chống đỡ với đại dịch Covid-19 do trình âm mưu và thủ đoàn của Trung Quốc gây ra sẽ hiểu rõ hơn về bản chất của Trung Quốc, trong khi Mỹ và các đồng minh trên thế giới công khai mối quan hệ hợp tác quốc phòng và Trung Quốc, ngược lại không có quốc gia nào thiết lập đồng minh với Trung Quốc một cách công khai. Những quốc gia mà Trung Quốc muốn hợp tác đều mắc phải bẫy nợ của Trung Quốc, và Trung Quốc đã biến quốc gia này thành chư hầu mới của Trung Quốc, như cái cách mà Trung Quốc đang làm ở Campuchia trong âm mưu và thủ đoạn kiềm chế Việt Nam. Còn các quốc gia châu Phi mắc bẫy nợ của Trung Quốc
Trong thảm họa kinh tế phải nhường lại các cảng biển và các mỏ tài nguyên quý giá cho Trung Quốc, độc quyền khai thác để trừ nợ dân trong vòng 99 năm, theo các nhà quân sự hàng đầu thế giới cho biết, ngay sau khi Nga bị Mỹ và Liên Âu trừng phạt khiến Nga phải tìm đến Trung Quốc để kiếm lợi. Ngay việc cần xuất khẩu khí đốt và dầu khí cho Trung Quốc, và Trung Quốc cũng rất cần nguyên vật liệu này để phát triển công nghiệp nặng, hai cường quốc này đã ủng hộ nhau trong các vấn đề quốc tế. Tổng thống Nga đã nhiều lần ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Nếu nhìn bề ngoài, chúng ta sẽ thấy hai quốc gia này với những đồng minh không chính thức với nhau. Liên bang Nga vì phải bán tài nguyên thiên nhiên cho Trung Quốc và xuất khẩu vũ khí để kiếm lời, nhưng lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Khi đấy mới là các nhà quân sự của Nga công bố có tới 5.000 loại vũ khí của Nga đã bị Trung Quốc sao chép hết. Sau đó Trung Quốc sản xuất công nghiệp và bán trên khắp thế giới, nhất là các nước Trung Đông, với giá thành rẻ bằng 2/3 so với giá thành cùng chủng loại trước đây Nga đã bán cho quốc gia điên khùng này. Mối tình của Nga với Trung Quốc luôn cay đắng là thế, nó ví như cuộc hôn nhân không chính thức, luôn cần phải có nhau để sống nhưng lại luôn đe dọa xé bỏ nhau bất cứ lúc nào, trong khi phía bên Mỹ và Liên Âu luôn là những kẻ thù địch với mình. Đây là nỗi khổ của Liên bang Nga, và không còn con đường nào phải kết hôn với Trung Quốc. Trung Quốc phải tự coi mình là đỉnh cao trí tuệ, người Trung Quốc đã làm thay đổi thế giới, nhưng tất cả những gì mà Trung Quốc làm ra đều biết sao chép trộm có hệ thống. Trung Quốc không cần và không bao giờ có sản phẩm đăng ký bản quyền sáng chế, và Trung Quốc cũng không phải đau đầu nhức óc hay tốn thời gian làm việc này cho đau đầu người Trung Quốc. Vì thế giới vừa mới nghiên cứu sáng chế ra kỹ nghệ mới chưa kịp sản xuất, các tình báo Trung Quốc đã ăn cắp toàn bộ và đưa về Trung Quốc sản xuất công nghiệp rồi. Thưa quý vị và các bạn, vẫn còn nhớ trước khi Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001, Trung Quốc đã hứa hẹn đủ điều với Tổ chức Thương mại Thế giới này. Cho đến ngày nay, Tổ chức WTO đã bị Trung Quốc lừa cùng với lời hứa bảo vệ bản quyền, nhưng chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn chính người dân Trung Quốc, các cấp bản quyền trên toàn thế giới. Đây là cách làm ăn bất chính nhưng lại giúp nền kinh tế của Trung Quốc đứng thứ hai trên thế giới. Giờ đây Trung Quốc bất chấp khi vũ khí đã có Nga để sao chép, còn kinh tế sử dụng mạng lưới tình báo khổng lồ để đánh cắp, sau đó sản xuất công nghiệp và bán thật rẻ cho những ai phải mua. Đó là sự thật trên thế giới và nó đang hiện hữu tại Trung Quốc đại lục. Thưa quý vị và các bạn, bản chất của những nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh là không thay đổi và không bao giờ cần phải thay đổi. Chúng không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính nước ta. Cái mà Trung Quốc rất cần ở Việt Nam là vị trí địa chính trị của nước ta. Vì như chuỗi ngọc của chính Trung Quốc và Đông Dương, cũng như những khu vực Đông Nam Á, người lãnh thổ của Việt Nam còn có tuyến hàng hải quốc tế đi ra, đó là tuyến đường huyết mạch của nền kinh tế thế giới, cái mà Trung Quốc từ ngày xưa đến nay rất cần để thực hiện tham vọng Trung Hoa. Thưa quý vị và các bạn, bản chất của kẻ ăn cướp thì không bao giờ thay đổi. Tàu Trung Quốc vẫn là mối lo sợ cho các ngư dân đánh bắt cá xa bờ của Việt Nam và nhiều nước trong khu vực. Người dân đánh bắt cá khi ra khơi, lo mưa bão thì ít, mà lo đụng độ với tàu Trung Quốc thì nhiều. Nhiều gia đình ở Việt Nam đã mất cả chì lẫn chài khi bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu, thậm chí mất cả chồng, cha vì tàu Trung Quốc đâm chìm rồi bỏ mặc, họ đắm chìm xuống lòng biển cả. Thế nhưng những kẻ gây nên tội ác sẽ có ngày bị báo ứng. Vào ngày hôm qua, Hải quân Hoàng gia Anh kết hợp với chính phủ Đài Loan cho tàu Trung Quốc một phen hú vía. Khi đi hoành tráng, lúc về thì bẹp dùm đến nỗi các kỹ sư thiết kế cũng phải lắc đầu. Một trận hải chiến nảy lửa vừa diễn ra vào ngày hôm qua. Ngoài khơi Biển Đông, khi các ngư dân tỉnh Quảng Bình Việt Nam đang thả lưới đánh cá cách xa bờ biển khoảng hơn 400 km so với đất liền, chiếc tàu này đã vượt khỏi ranh trời chủ quyền lãnh hải Việt Nam để tiến ra đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển quốc tế. Những ngư dân ở mảnh đất nghèo cằn cỗi sống chủ yếu dựa vào nghề thuyền chài, linh đinh trên biển cả mênh mông. Đó là công việc chính của họ để nuôi cả gia đình. Nếu như gặp vận may thì có thể chưa đầy một tuần lễ thì họ trở về bờ, còn không thì có khi phải đến cả tháng. Hơn ai hết, những người sống bằng nghề chài lưới luôn mong muốn chuyến đi đều sẽ yên bình, an toàn trong những ngày bão gió, thu được nhiều thành quả rồi sớm quay về nhà để lo toan cho cuộc sống với hy vọng thoát khỏi cái nghèo đói. Ít khi ngư dân họ chọn đánh bắt xa bờ bởi vì nguy cơ gặp nhiều nguy hiểm sẽ xảy ra. Nhưng ngày hôm qua, chiếc thuyền đánh cá này đã vượt qua phạm vi 200 hải lý tính từ đất liền Việt Nam để đánh bắt ngoài khơi Thái Bình Dương.
Mặc dù vậy, đây vẫn là vùng biển quốc tế không thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào. Nơi này vẫn thường xuyên có nhiều tàu chở hàng của các nước đi ngang qua đây. Nguyên nhân để con tàu này vượt qua tranh trời chắc có lẽ là vì gần bờ, có nhiều lý do mà cá tôm đã không còn nhiều nữa. Họ đành phải cho tàu đi xa bờ hơn. Sự cố bắt đầu nổ ra khi chiếc tàu tuần tra của Trung Quốc hay đi vòng quanh khu vực này đã phát hiện ra con tàu đánh cá sơ xác của người dân Việt Nam. Con tàu tuần tiểu này của phía Trung Quốc đã thường xuyên gây sự với nhiều nước trong khu vực khi các tàu đi ngang qua vùng biển này. Trong suốt thời gian từ khi nó được thiết kế và cho vào biên chế nay đã là 3 năm. Từ xa chiếc tàu này tiến tới các ngư dân Việt Nam, họ phát loa yêu cầu ngư dân Việt Nam phải rời khỏi vùng lãnh hải của họ ngay lập tức, nếu không họ sẽ không tịch thu cả con tàu cùng nhiều hải sản đã đánh bắt được. Không những thế, họ còn dọa sẽ bắt những công dân Việt Nam vào tù vì tội vi phạm luật pháp nhà nước Trung Quốc, không cho người nước ngoài xâm nhập vào vùng biển chiến lược của Trung Quốc. Tờ báo South China Morning Post sáng nay tường thuật rằng, khi cảnh sát biển của Trung Quốc từ xa đã phát hiện thấy chiếc tàu của Việt Nam qua chiếc ống nhòm, cảnh sát biển nước ta đã phát loa cảnh cáo yêu cầu phía Việt Nam phải rời đi khỏi lãnh hải của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Nhưng phía Việt Nam đã ngoan cố không chịu rời đi, phía Trung Quốc đã liên lạc với phòng chỉ huy và khi nhận được cuộc điện đàm trả lời thông báo của cấp trên cho phép phun vòi rồng vào tàu Việt Nam. Cảnh sát biển ngay lập tức đã phun vòi rồng công suất mạnh làm cho tàu Việt Nam chao đảo và các ngư dân này rơi xuống biển. Một ngư dân sống sót kể lại khi tàu chúng tôi bị lật và chúng tôi rơi xuống biển có lẽ khi nghe thấy tiếng giọng người la hét và trước đó chúng tôi đã kêu cứu. Lúc con tàu Trung Quốc chặn đầu không cho tàu chúng tôi di chuyển, trong lúc mọi người đều hoang loạn, thì từ xa chiếc tàu của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Enterprise đi song hành cùng với một tàu Đài Loan tiến lại gần để giải cứu. Cũng trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao của Đài Loan cũng đã lên tiếng phản đối Trung Quốc với hành động bắt nạt Việt Nam. Trong khi Hải quân Đài Loan và Hải quân phía Anh đang tập trung, ngoài biển Hoa Đông thì Trung Quốc lại có động thái khiêu khích gây chiến để giải tỏa lòng bực tức nên các ngư dân Việt Nam vô tội, đồng thời nhấn mạnh đây chỉ là đòn bảo vệ nhẹ nhất giúp giữ an toàn cho ngư dân Việt Nam và hạn chế xảy ra cuộc đụng độ lớn với Trung Quốc. Đài Loan còn nhiều vấn đề phải giải quyết nên hy vọng Trung Quốc sắp tới hãy tôn trọng luật pháp quốc tế để tránh làm mất thì giờ cho đôi bên. Người đại diện của chính phủ nước Anh cho biết họ vừa đề nghị thăng cấp quân hàm cho vị chỉ huy của con tàu nước Anh vì đã có hành động dũng cảm và khôn ngoan trong việc đối đầu với tàu của Trung Quốc mà không gây thiệt hại nào, đặc biệt là về nhân mạng. Mới đây, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai nước Anh và Đài Loan vì tình đoàn kết và lòng nhân ái đã giúp đỡ Việt Nam lúc hoạn nạn. Sắp tới mong là mối quan hệ giữa Việt Nam và Đài Loan ngày càng nồng ấm hơn, không những thế Anh quốc cũng đã mang lại cho Việt Nam nhiều đặc quyền, nhất phải kể đến là bảng Anh và tình hữu nghị thắm thiết này được ngày. Chủ tịch nước Phúc trân trọng nhấn mạnh rằng sẽ duy trì mãi mãi. Về phía Trung Quốc đã gần như phải bỏ luôn chiếc tàu tuần tra vì không thể sửa được nữa. Nếu có sửa chữa thì dự đoán chi phí sẽ rất đắt đỏ vì không đơn giản mà cần phải thuê kỹ thuật viên. Chuyên nghiệp thì may là con tàu có thể hồi phục và chạy lại được. Nhưng có lẽ với số tiền đó thì việc đi mua một chiếc tàu mới dường như lại hợp lý hơn. Trong tương lai Bắc Kinh vẫn cứ tiếp tục hung hăng như vậy thì sẽ chỉ gây ra thiệt hại cho mình mà thôi. Hầu như trên thế giới chỉ có đồng minh thân cận nhất của Bắc Kinh là Campuchia mới đi binh vực. Ông Hun Sen và được tờ báo Bombing Box trích dẫn lời ông bày tỏ sự tức giận. Việt Nam hãy thận trọng khi dám dựa vào các nước lớn mà uy hiếp Trung Quốc. Các nhà quan sát quốc tế nhận xét rằng, quả thật không sớm muộn gì, Việt Nam sẽ bị phía Bắc Kinh và bombing trả đũa, chỉ là chưa biết chính xác là khi nào. Bất chấp những tham vọng ngày càng tăng của mình về quy định, định hình trật tự khu vực và thậm chí là trật tự toàn cầu, Bắc Kinh đang phải đối mặt với nhiều thách thức đối với các nỗ lực quản lý kinh tế, hiện đại hóa quân sự và ảnh hưởng chính trị, vốn có thể hạn chế khả năng nước này đạt được các mục tiêu chính sách đối ngoại. Trong khi Bắc Kinh tìm cách sử dụng khả năng quản lý kinh tế trong các lĩnh vực thương mại, tiền tệ và đầu tư cơ sở hạ tầng địa chuyển trọng tâm của châu Á xa xa khỏi Mỹ, thì nước này đang vấp phải những thách thức vì thiếu tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong cách tiếp cận cũng như sự thiếu kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực quân sự. Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện một chương trình hiện đại hóa đầy tham vọng nhằm xây dựng cái mà nhà nước này gọi là quân đội đẳng cấp thế giới vào giữa thế kỷ 21. Nhưng Tổng Bí thư Tập Cận Bình ấp ủ việc nghiêm túc duy trì khả năng giành ưu thế của Trung Quốc trong cuộc xung đột chống lại đối thủ có năng lực lớn,
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh sử dụng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc với tần suất ngày càng tăng, nhằm đe dọa và ép buộc các nước láng giềng phải chấp nhận các yêu sách chủ quyền bành trướng của nước này và nỗ lực giành quyền lãnh đạo trong khu vực. Tuy nhiên, những quan ngại của các nhà lãnh đạo cấp cao về năng lực thực chiến của BOA khiến họ giảm bớt mong muốn kích động một cuộc xung đột quân sự mà có thể thu hút sự can thiệp trực tiếp của Mỹ, ít nhất là trong tương lai gần. Trong khi Bắc Kinh tìm cách sử dụng khả năng quản lý kinh tế trong lĩnh vực thương mại, tiền tệ và đầu tư cơ sở hạ tầng để chuyển trọng tâm của châu Á ra xa khỏi Mỹ, thì nước này đang vấp phải những thách thức vì thiếu tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong cách tiếp cận cũng như sự thiếu kinh nghiệm của mình. Trong lĩnh vực quân sự, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện một chương trình hiện đại hóa đầy tham vọng nhằm xây dựng cái mà nước này gọi là quân đội đẳng cấp thế giới vào giữa thế kỷ 21. Nhưng Tổng Bí thư Tập Cận Bình ấp ủ việc nghiêm túc duy trì khả năng giành ưu thế của Trung Quốc trong cuộc xung đột chống lại đối thủ có năng lực lớn. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh sử dụng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc BOA với tần suất ngày càng tăng nhằm đe dọa và ép buộc các nước láng giềng phải chấp nhận các yêu sách chủ quyền bành trướng của nước này và nỗ lực giành quyền lãnh đạo trong khu vực. Tuy nhiên, những quan ngại của các nhà lãnh đạo cấp cao về năng lực thực chiến của BOA khiến họ giảm bớt mong muốn kích động một cuộc xung đột quân sự mà có thể thu hút sự can thiệp trực tiếp của Mỹ, ít nhất là trong tương lai gần. Cuối cùng, khi Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán hơn ở bên ngoài, các nước ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và ngoài khu vực này đã bắt đầu phản đối thứ được cho là những nỗ lực đe dọa can thiệp tùy tiện của Bắc Kinh. Trong vài năm vừa qua, các nước này đã tăng tốc các chương trình hiện đại hóa quân sự của riêng họ, tăng cường các mối quan hệ an ninh và chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ, cũng như với nhau, đồng thời tăng cường các cuộc triển khai quân đội ở khu vực này nhằm ngăn chặn sự liều lĩnh hơn nữa của Trung Quốc. Một tin tức cũng đang cực kỳ nóng hổi mà mọi người đang quan tâm, đó là vào đêm ngày hôm qua, một trung đội đặc nhiệm của Việt Nam đã tấn công lên đảo Đại Châu thuộc đảo Hải Nam của Trung Quốc. Mục đích của cuộc tấn công này là lính Việt Nam muốn tìm ra nguyên nhân Hải quân Trung Quốc cho rút hết vũ khí về đảo Hải Nam. Tuy nhiên, các chiến sĩ ta bị lính Trung Quốc phát hiện nên cuộc đấu súng xảy ra ngay sau đó. Ngoài ý muốn, trong trận chiến không cân sức với lính Hải quân Trung Quốc, 21 chiến sĩ của ta đã phải rút chạy khỏi núi Lưỡng Sơn xuống bến cảng biển của hòn đảo này. Trong thế trận không còn gì để mất, các chiến sĩ của ta đã nhảy xuống chiếc tàu chiến ở bến cảng có số hiệu ISK-5223 rồi cho tàu chạy ra khỏi cảng buộc khu vực biển này, rất gần với căn cứ hải quân Su Lâm mà lúc nào cũng có khoảng 20 chiếc tàu ngầm của Trung Quốc neo đậu. Vì sợ những con tàu ngầm này bắn hạ các chiến sĩ của ta, đã leo lên 4 chiếc máy bay trực thăng quân sự Z-9 trên con tàu này rồi bay về đảo Bạch Long Vĩ. Đây có thể nói là lý do chứng kiến hải quân Trung Quốc cho tàu chiến và tàu hải cảnh tấn công lên hòn đảo xinh đẹp này. Trước đó một năm, huyện đảo Bạch Long Vĩ chỉ có một tiểu đoàn phòng thủ do Đại tá Nguyễn Hải Hà chỉ huy. Thế nhưng sau biến cố dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc, cộng với sự cố chính quyền Trung Quốc xả lũ con đập Tam Hiệp khi nó chuẩn bị vỡ khiến dân Trung Quốc un kéo nhau vào Việt Nam. Các cửa khẩu biên giới đường bộ bị Việt Nam đóng chặt không thể xâm nhập, cư dân Trung Quốc đã dùng tàu bè vượt biển vào Việt Nam ở tuyến 1 ngoài phao số 0 tàu chấp pháp. Tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư Việt Nam tăng cường lực lượng kiểm soát nhưng tàu bè Trung Quốc quá đông vẫn lọt vào hải phận Việt Nam. Chính vì vấn đề này, huyện đảo Bạch Long Vĩ được tăng cường 2 trung đoàn hải quân phục vụ cho tuyến phòng thủ ngăn chặn tàu bè Trung Quốc, 1 trung đoàn pháo phòng không ngăn chặn máy bay và 1 trung đoàn bộ binh nhằm ngăn cản dân Trung Quốc đổ xô lên đảo. Đúng vào lúc 12 giờ đêm hôm qua, hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên trên huyện đảo Bạch Long Vĩ. Tàu của Trung Quốc gồm 2 chiếc tàu chiến và 10 tàu hải cảnh, rầm rầm tấn công từ ngoài biển đánh tới khi cách đảo còn 2 hải lý tàu chiến Trung Quốc, nã pháo lên đảo khiến hòn đảo yên lành khói bụi bay mịt mù. Đại tá Nguyễn Hải Hà ra lệnh cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, một tổ y bác sĩ giúp những người dân trên đảo xuống hầm trú ẩn và sẵn sàng công tác cứu thương. Từ sân bay Cát Bi, Hải Phòng, 4 chiếc máy bay chiến đấu MiG-17S của ta cũng được lệnh xuất phát bay ra đảo chờ chiến. Theo lệnh chỉ huy của Đại tá Nguyễn Hải Hà, khi nào Trung Quốc đổ bộ lên đảo thì lúc đó các chiến sĩ của ta mới tấn công khi chúng chưa vào đến đảo nhiệm vụ, lúc đó thuộc về không quân của Việt Nam. Đúng vào lúc thời điểm đó thì các lực lượng mới được nổ súng trong lúc chờ đợi, quân địch tới gần tất cả đều phải tuân lệnh núp dưới giao thông hào để tránh bị thương vong do đạn pháo của giặc.
Trong khi đó, ngoài khơi đảo Bạch Long Vĩ, 4 máy bay chiến đấu MiG-17S đang quần nhau với 12 tàu của Trung Quốc. Những chiếc phi cơ này của Việt Nam so với thời điểm này, qua lỗi thời bởi nó được sử dụng từ năm 1964 khi Mỹ mới vào miền Nam Việt Nam. Đáp trả lại, tàu Trung Quốc bắn như mưa lên bầu trời về phía 4 chiếc máy bay. Súng 12 ly 7 là loại súng khá phổ biến được gắn trên tàu Trung Quốc. Hoạt động hết công suất, một chiếc máy bay của ta chống đạn, khói bốc lên mù mịt ở phần đuôi máy bay. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin được phép tạm dừng tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình chiến sự ở Biển Đông để gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.